Hôm nay Phước Thiền Lên dẫn anh chị đi một vòng dự án căn hộ quanh Veranda quận 2 nha. Và đây chính là cái con đường Bát Nàng thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi. Giá căn hộ ở đây đã lên tới khoảng 85 triệu một mét vuông rồi. Thì căn một phòng ngủ 56 mét vuông, giá khoảng 4 tỷ 8, 2 phòng ngủ 80 mét vuông, 6 tỷ 3 và căn 3 phòng ngủ lên tới 108 mét vuông, khoảng 7 tỷ rưỡi rồi nha anh chị. Và cái quỹ đất ở đây rộng khoảng 1,7 hecta, được đầu tư bởi tập đoàn Mapletree, là một cái công ty bất động sản hàng đầu ở Singapore. Với thiết kế căn hộ ở đây rất ấn tượng, với hơn 70% số lượng căn hộ là có tầm view trực diện ra sông Sài Gòn. Và 30% các căn còn lại thì có hướng nhìn về phía trung tâm của thành phố. Thì với vai trò là tổng thầu xây dựng, Cô Thế Công đã đảm nhận thi công phần cọc và các hạng mục kết cấu hạ tầng và đã được bàn giao nhà cho khách hàng theo đúng tiến độ của chủ đầu tư. Dự án này hồi đó là nó được ra mắt vào tháng 6 năm 2018 và thời điểm bàn giao nhà là gần 2 năm. Tổng khu này là nó có 5 tháp cao 22 tầng và lượng cung ra bên ngoài thị trường thì chỉ có 799 căn mà thôi. Đây là một cái vị trí đắc địa thuận lợi khi mà Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Giao thông Vận tải thành phố đã khởi công công trình xây dựng cây cầu qua đảo Kim Cương và đã tạo nên một cái cung đường mới thuận tiện, an toàn và rút ngắn được một cái khoảng thời gian di chuyển vào các quận khác ở trung tâm thành phố. Hướng này đi về phía đảo Kim Cương. Bên này là sông Sài Gòn. Hy vọng rằng video này sẽ hữu ích đến quý anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.